Xin chào các bạn, Kim Mì Luật Sư Tương Lai. Hôm nay nhóm Chết Chết chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn một loại tình huống mà theo mình thì nó là một vấn đề vô cùng nhức nhối trong xã hội. Một vấn đề mà có thể nói là hài cũng hài, mà bi cũng bi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cả nhóm chúng tôi phơi nắng từ 7 giờ sáng đến giờ. Và chúng tôi xin đưa ra cho các bạn tình huống sau đây. Alo, Hằng hả chị? Trời ơi, nói chị nghe, rảnh không? Ngồi tám chuyện xíu. Trời ơi, dạo này á hả, lưng xương khớp gì đâu mà nó đau quá chị ơi. Trời ơi, chị biết không, việc nhà thì bề bộn không ai lo, tôi cũng nai lưng ra tôi làm. Rồi công việc công ty này nọ, mấy ngày nó nhức đầu, nhức óc chịu không nổi. Giúp việc hả chị? À, cũng được đó. Nhưng mà giờ thấy giúp việc ở đâu bây giờ ta? Ờ, vậy hả? Vậy chị cứ đem qua đây, chị đem qua đây cho tôi coi thử nó ra sao nha. Vậy nha, trời quý hóa quá, cảm ơn chị quá nha. Rồi, cảm ơn chị, bye bye chị nha. Rồi lương thì bây giờ mình thỏa thuận là
triệu rưỡi một tháng. Ăn cơm thì cứ cơm nước rồi thì ăn với gia đình chị. 2,5 triệu luôn hả chị? Ừ, nhiều quá không anh chị? Nhiều. Chiều quá đi. Trời ơi, chị nhiều quá. Chị ở ngoài quê em làm tháng 500 đấy mấy chị. Trời ơi, sao mà tội chị bay. Bởi vậy thật lắm gì mà làm tháng 500 ngàn. Bởi vậy em đẹp lên nổi đó chị. Bởi dù xưa em đẹp lắm chị. Quyết định chính xác. Dạ. Rồi. Trời ơi, chị nhiều quá. Rồi, thôi bây giờ em cất đồ này nọ rồi bắt đầu làm công việc ngay từ đây luôn. Bây giờ nấu cơm đi. Lau nhà quét nhà nấu cơm gì đi ha. À, chị đi công chuyện. Dạ. Công chuyện tới giờ rồi. Dạ dạ. À. Anh chủ đi không chị? 15. Dạ hay hay vậy chồng đi. Để cơm xíu gì về chị ăn nha. Ừ. Mận ơi! Mận! Anh ăn á! Làm đẹp quá nè! Anh! Anh! Anh nói nhà kìa! Mận! Dạ! Nhà gì mà để quạt dù dù vậy cưng? Hy sợ ăn chị nóng á. Mà thôi, trên đây sáng tôi thấy cưng đã chục lần rồi. Vô bếp đi. Đi xuống bếp. Ông nữa đó. Lấy cái váy biết tay tôi. Làm sao đâu? Làm cái gì mà biết? Nhà này còn có chủ. Bà bắn thì ngu như con bò. Hai. Mệt chí là mệt. Mệt thì đâu mà mệt chị. Rất nước. Mệt quá đi hả. Sao vậy chị? Thì đi nắng thôi mệt. Sài Gòn mưa hoài mà. Nắng đâu? Tối cái mưa mày. Tối thì giờ mấy bữa giờ mưa rồi nè. Trời kỳ quá. Bàn gì mà để dơ dữ vậy nè. Lấy cái khăn lau coi. Em quên. Quên. Cả ngày ở đây bấm cái điện thoại. Đâu có, từ nãy em dọn hết trơn rồi. Cái giờ mới rảnh mới bấm cái về chứ bỏ. Cho em tiền uống rửa chén nữa. Với lại xà bông giặt đồ nữa. Hết rồi chị. Cái gì? Rửa chén tao mua cả năm nay xài không hết rồi. Mày mới về đây ở 5 tháng mày hết làm sao mày? Mày uống thay nước hả? Đâu trời có. Ơi, uống phí quá đi hà. Xài trên cửa nhà chị cái gì là cũng phải tiết kiệm đi chứ. Nè 2,000 nè đi mua cho được rửa chén mới đi cơ. Trời 2,000 giờ ra mua được cái vỏ rồi chị. Đâu có nước ở trọng. Trời ơi, chứ bao nhiêu? Đem ra mày kêu bác cho bà Nhân 2,000 nước rửa chén. Không, vậy vậy đi xin anh chủ chơi rồi. Cái gì? Xin ai? Anh chủ. Hả? Anh chủ á chị? Mày xin ổng bao nhiêu lần rồi? Dạ, đâu có đâu. Vậy là trước giờ mày toàn xin tiền chồng tao phải không? Không. Chứ tiền của mày đâu mà mày không đủ xài hay sao mà mày xin tiền chồng tao nữa? Thì có bao giờ chị trả lương đủ cho em đâu. Toàn là ứng tiền rồi tháng vừa rồi. Bây giờ mày sao, mày sao? Bây giờ mày cảm thấy là bức xúc phải không? Không có đủ tiền mày xài đúng không? Mày cảm thấy phẫn nộ phải không? Nghỉ việc đi. Thích thì nghỉ. Tao không có cần. Đi lấy lầu cuốn đồ về liền cho tao. Lẹ, lẹ lắm. Không có cơm nước gì nữa hết. Cảm ơn, đi về.
mà chị. Không biết nhiêu gì nữa. Chị thiếu em nhiều lắm mà, tháng kia rồi chị cũng chưa trả cho em. Chứ tiền của chồng bà đưa cho mày xài vậy đó, không đủ tiền hả? Không có lương tổng gì nữa hết á. 100 ngàn đó, đi xe đò về là tao thương mày lắm rồi, tao còn tình còn nghĩa lắm rồi, tao đưa cho 100 ngàn đó. Đi cho lẹ đi. Chị ơi, cho em thêm đi chị. Không có nặng gì nữa, trời ơi, tao nhức tay nhức ốc nhức đầu quá, chị đi lẹ đi, trời ơi. Không cho thêm hả chị? Dạ, nhức đầu quá đi. Thôi các bạn là sự tương lai, hãy giúp cô ấy đi nào.